Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh bé Fanny. Đây là bé cũ của mình, bé Mơ. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một số vấn đề là chó khoảng bao nhiêu tuổi thì có thể phối được. Đây là bé Mơ, bé chó cái, nên là mình sẽ bắt đầu phối giống cho bé khi bé tới độ tuổi trưởng thành. Còn ngoài ra nếu mình các bạn nuôi chó đực thì không sao cả, các bạn chó đực thì có thể là mình có thể là đi phối cho cái của người ta thì sẽ được, nói chung là sẽ được bồi dưỡng cho đực của mình. Còn nếu mà các bạn cho cái, nếu còn các bạn cho cái thì mình sẽ đem đi phối, và cái làm sao mà để canh đúng cái ngày đem chó cái đi phối và cái chó khoảng bao nhiêu tuổi thì tốt nhất là nên đem đi phối giống, tại vì không phải chó nào cũng đem đi phối được cả. Thì những con chó khoảng dưới 1 tuổi thì tốt nhất là các bạn không nên phối, tại vì 1 tuổi thì cái độ tuổi chó chưa trưởng thành nhất định, nên mà chúng ta khi đi phối thì rất dễ xảy ra những cái trường hợp như là có thể là nếu mà đậu thì có thể là sinh non, hoặc là cơ thể con chó mẹ nó chưa có hoàn thành, nên mà khi mà sinh ra rồi thì nó sẽ chưa biết cách chăm sóc chó con ra sao. Cũng như là ngoài ra thì có thể là khi mà sinh rồi thì sữa của chó mẹ nó không có, với lại nhiều trường hợp xảy ra như là chó mẹ có thể bị tụt canxi, nên khi chó mà các bạn đem đi phối thì bắt buộc tốt nhất là nên từ 1 tuổi trở lên, 12 tháng trở lên, thì lúc đó thì con chó nó đã đủ tuổi để mà phối giống rồi. Có thể là 12 tháng hoặc là 18 tháng, 16 tháng, nói chung là phải trên 12 tháng. Còn dưới 12 tháng, đa số các giống chó thì dưới 12 tháng thì bắt buộc phải bỏ đi cái nước đầu tiên, gọi là bé rớt nước đầu tiên thì mình sẽ bỏ nước đầu tiên và bắt đầu đi phối cái nước thứ hai. Và nước thứ hai thì nó cũng sẽ bắt đầu từ 1 tuổi trở đi, nghĩa là 12 tháng trở đi thì bé của mình thì được khoảng 8 tháng, gần 9 tháng thì bé nó bắt đầu là động dục và có thể là đem đi phối được rồi. Nhưng mà mình không có phối được, tại vì bé cũng chưa đủ tuổi để mà phối giống. Nếu mà phối thì nó sẽ rất nguy hại đến nó, nên mình sẽ không phối cái nước này và mình sẽ giữ lại, chờ đợi đến cái nước thứ hai thì mình sẽ phối. Thì chó cái thường thường thì từ 6 tháng đến 12 tháng, 6 tháng đến 8 tháng hoặc là 9 tháng, chậm lắm thì 9 tháng thì sẽ là ngày cái khoảng thời gian đó thì bé sẽ là khoảng thời gian bé sẽ bị bé sẽ động dục lần đầu tiên, nghĩa là tới thời kỳ mà sinh sản rồi đó. Thì bé sẽ từ 6 đến 8 tháng thì lúc đó thì các bạn có thể là biết được là từ thế nào, nghĩa là tới cái ngày mà bé động dục đó thì máu ngay cái chỗ hoa của bé đó, đây là hoa của bé, hoa bé dưới đây cái này thì mình sẽ rớt rất là nhiều. 2-3 ngày đầu thì bé sẽ liếm sạch, nhưng mà những ngày sau khi mà cái lượng mật của bé bắt đầu nhiều thì bé sẽ liếm không sạch và sẽ rớt xuống sàn nền rất là nhiều. Nên mà anh em làm nuôi chó cái thường sẽ rất là để ý khi mà tới ngày đó rồi, tới ngày mà bé tới ngày động dục đó thì máu nó vương vãi trên sàn rất nhiều. Đó là lý do một số người cũng không thích chó cái là vậy, tại vì khi mà tới ngày thì nó sẽ vương máu ra nhiều lắm, ra sàn nhiều lắm. Mấy ngày đầu thì nó không, mình không thấy được đâu, tại vì bé nó liếm sạch, nhưng mà mấy ngày sau thì nó sẽ rất là nhiều. Nên các bạn cũng chú ý những cái ngày mà bé rớt máu nhiều thì sẽ từ cái ngày đầu tiên đến cái ngày mà phối giống là khoảng từ 9 ngày đến 11 ngày, đến ngày thứ 11 thì chúng ta sẽ đem đi phối. Nên các bạn chú ý canh những cái ngày đó để mà phối cho nó dễ đậu. Thì đây để mình được rồi. Thì đây các bạn có thể chú ý Đây là bé của mình đã tới ngày đây, máu còn rất là nhiều. Đây là hoa của bé, thì máu này là máu đỏ tươi. Bé thì rớt máu từ khoảng thứ hai tuần này, hôm nay là thứ 7 rồi, nên là nếu mà phối thì chúng ta sẽ canh tới ngày 9 đến 11, nên là còn 4-5 ngày nữa thì bé sẽ tới lúc mà phối được, và lúc đó thì nó sẽ dễ đậu hơn. Các bạn thấy là máu còn rất là đỏ tươi luôn. Thì mà sau khoảng 9 đến 11 ngày á, thì chúng ta sẽ rời. Nếu mà các bạn muốn chính xác đó, thì mà máu của nó lúc mà phối được cũng bị phối dính dễ đậu nhất đó, là máu của nó là màu cá nhật, chứ không phải màu đỏ như thế này. Màu này còn rất là mới, màu này mới có 5-6 ngày thôi. Và chúng ta sẽ lấy tay và nhấn vào thì cái hoa này nó sẽ bị chật, thì lúc đó là bé đã chịu đựng được rồi, thì lúc đó nó phối rất dễ đậu. Còn hiện tại bây giờ thì nó chưa có phối được, nếu mà phối thì cũng khó, rất là đậu rồi. Vì cái tới ngày 9-11 thì trứng nó mới rụng, thì lúc đó mình phối thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ dễ đậu hơn. Lúc bây giờ phối thì trứng nó cũng không có rụng, nên là tinh trùng của chó đực thì cũng khoảng 24 tiếng thôi, nên là khó đậu. Và cái thời kỳ mà bé động dục đó, thì cần rất là nhiều cái dưỡng chất tốt để mà phối dễ đậu, nên các bạn tới ngày mà bé động dục rớt máu đó, thì các bạn nên bổ sung nhiều cái chất dinh dưỡng cho bé, cũng như là nếu không có điều kiện thì các bạn có thể mua nhiều thứ như lộn cho bé ăn để bổ sung canxi, cũng như là mua các loại gel và lớp này để bổ sung cho bé cũng khá là tốt. Như thế thì cái ngày động dục thì nó sẽ tốt cho bé. Thì mình sẽ tóm tắt lại là khi mà chó mà các bạn tới tuổi chịu đực thì tốt nhất là từ 1 năm tuổi trở đi. Bất cứ cái loại chó nào cũng vậy, bất cứ cái loại cún nào cũng vậy, thì tốt nhất là trên 1 tuổi thì mới nên phối giống, còn dưới 1 tuổi thì không nên phối giống, thì tại vì lúc đó thì bé cũng chưa trưởng thành lắm. Mà nếu phối nó đậu thì tương lai cho con thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều về sức khỏe, nên các bạn cũng lưu ý là chó phải trên 1 tuổi mới đem đi phối. Thì cái thời kỳ động dục của chó thì khoảng 1 năm thì 2 lần, chia làm 2 lần, thì 1 năm thì chó nó chỉ đẻ có 2 đứa thôi, nên là mình cũng canh sao cho nó chính xác để mà chúng ta có, nếu các bạn nào nuôi chó cái thì có thể có những đàn chó công cho riêng mình. Thì ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Bé mình thì cũng 8 tháng thôi, thì mình sẽ đợi thêm 4 tháng hay 5 tháng nữa thì mình sẽ đi phối. Thì lúc đó mình sẽ chia sẻ thêm những cái về phối làm sao cho dễ đậu, cũng như là với những nơi mà phối chó uy tín nhất ở Sài Gòn này. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn.